Thì trước khi vào một cái video clip thì nói với mình cũng cảm ơn tất cả mọi người nha. Thì cái series mà ăn uống đồ này kia, tròn đồ anh em dạo này có mình, thì mình cũng thấy các bạn ủng hộ rất là nhiều về cái chuyện mà anh em mình tập hợp lại ăn uống này kia. Có vẻ như là các bạn rất thích cái content đó. Mà thôi bây giờ làm cái đó hoài thì mình nghĩ nó cũng nhàm. Hồi sáng giờ mình quay lại mình uống cà phê thì mình thấy trong quán các bạn là có một cái con bé nào, nhưng mà mình ai đâu mà đi hỏi là con bé đó là con bé nào, mình đâu có biết. Nên thành ra mình mới nhảy số trong đầu là mình có một cái màn tròn nhẹ nhàng cho mấy anh em tem mình nha các bạn. Đây là một người sốt lưng. Một người sốt lưng biết mấy bạn thấy không ta? Kìa, nó đi vô đi ra kìa. Mình không biết nó là ai nên thâu. Bây giờ là thực sự là một người lạ mà đỡ mình nhờ làm một cái video thì nó cũng hơi khó các bạn, sợ là nó lệch cái tâm của anh em mình làm. Nên thành ra bây giờ mình sẽ đặt một cái góc quay, lâu rồi mình cũng đặt máy quay giấu kín, nên thôi bây giờ là mình sẽ làm một cái màn tròn nhẹ nhàng, mình đặt góc quay để cho mọi thứ nó diễn ra tự nhiên như thế nào nha các bạn. Đây, đặt đây. Thì cuối cùng mà mình lay quay thì cuối cùng cái góc này là đẹp nhất anh em. Nó sẽ nằm sâu. Nó sâu thì nó sẽ bớt trục bẹp đối, tại vì cái đầu của con đó nó là dân trong ngờ, mà nó vô là nó biết liền. Nó thấy cách nói chuyện của mình mà nó hơi lạ lạ chút là nó đới liền. Nên thành ra bây giờ là mình sẽ đặt một cái góc mà nó không thể nào thấy được nha các bạn. Đó. Anh nên làm ra thôi nhân viên nữ luôn trời. Quán xe phải có đường chứ, đa phần quán cà phê ở mình toàn đàn ông uống không mẹ. Gầy gầy với mày, tao thích cái kiểu gầy gầy đấy. Chẳng chẳng luôn. Sao? Ngày qua em thấy chả rơi vô hấp nhiêu tiền nói nghe thôi. Có cần lấy quỳ trích quỳ với gỡ lại nữa không? Tiền bạc đối với tao giờ là chuyện thù vui. Đầu nào nó kiếm được. Đó, vậy phải vui không? Đó, anh em nó gắn kết. Ông bỏ cái mấy trăm ngàn à, mà coi như nấu nguyên một cái đại đội ăn luôn. Ở đâu có tốn kém bao nhiêu đâu mà anh em thằng nào cũng vui vẻ hết. Lên nào. Lên nó lên. Lên nào. Sao anh? Sao? Lấy gớ gớ anh ngồi nói chuyện giúp em. Để em làm cà để khách em. Được, mua em mua. Dạ, cứ mua. Bé ơi, không chịu luôn buồn mà sao đem cà đá anh không hỏi hàng uống gì hết mà ngon làm vậy? Sao anh, sao? Có hỏi uống gì chưa? Chưa, tiện nó bưng đưa liền. Em nói anh chai lô ti. Nói hết cho nhà đi. Thế nè Cường. Ai Cường? Vẫn Cường không ạ? Thì sao? Là như quen. Bây giờ kêu bé ra lái anh chai đồ ti. Làm lái kìa. Cường Cường như tư vậy? Nè, hay anh đi kia, đi vui vậy? Thì ngày qua anh em mình nấu cho anh em mình ăn rồi vậy. Anh em mình khen vợ nấu ngon rồi vậy nha. Chứ lại trên mạng comment rồi kêu là ít ra rủ chung cái xã hội nè. Ở ngoài đời sống được cũng được. Nhưng đến nỗi là mẹ cũng keo. Ủa phái thế nào? Em nói vậy? À, ngồi dưới này hả? À. Em lên ngồi chơi luôn, ngồi chơi với anh luôn nha. Cái gì vậy? Cái gì mặt đỏ với cha nậu? Bị vậy? Quá lộn lộn. Quý vị nhầm miếng máu cho vậy? À,
Đấy là người yêu mới mới. Rồi một cái đường khác mà lo đi cũng bận cũng độn, không có đánh ra mắt mấy anh. Ở thì ra mắt của anh chơi. Đi ra mắt thì cũng có người yêu rồi vậy. À, đỡ biết ra được rồi, phải tán lộn mà. À, tự nhiên anh ơi, tự nhiên chuyện có người yêu mà ra mắt của anh đâu ấy. Thấy là giới thiệu là mẹ đâu mà em nói thấy tự nhiên anh ngại. Anh biết không? Em làm vậy á, đúng rồi mà anh người em cũng đúng á. Cái kiểu đó mẹ em khẳng định chủ quyền luôn cho đợt có mấy anh bệnh hoạn em là ao tưởng sức mạnh rồi với ngoài đời sau ngoài này nhiều lắm nghĩ nãy giờ cũng có đâu anh ừ có đâu á có khỏe gái giờ thích mấy người mà lớn tuổi chút bé này đó đó cái kiểu là bây giờ mà hiền lành á mẹ nhỏ nhỏ xinh xinh nó ít lắm mày biết không tao thấy mày không hồi nãy bắt đầu tao suy nghĩ tự nhiên mày giới thiệu tao chơi đúng không anh em mình chỉ quyền quen biết anh em rồi à nhưng mà tao nghĩ lại nên vậy mày biết làm sao tao thấy nhiều rồi tại vì bạn tao có một số thằng á nó bệnh hoạn lắm bồ của bạn á mà nó cứ nghĩ là nó ăn được nó nhai được đúng không nói luôn á à nên mày đúng mày nói vậy á em biết ra mắt rất là dễ đúng rồi để em trong gì thôi em vô trong đi ngồi làm được đấy ngồi chào chút nữa thôi được rồi thích ra mắt tính được rồi bồ nó ngồi chào không mua mẹ rồi không sao đâu kệ nó mày nhỏ được hả? Dễ thương mày, thấy mày lừa hả? Gu trung bé mà, trung bé thích nhỏ nhỏ con nhỉ, dễ thương nhỉ. Chứ còn ở nhà cũng khét mặt. Đúng mà, đúng mà, nhưng mà cái là quen nha. Tự nhiên cào đố cơn mưa. Đúng rồi, ý trời mẹ. Ý trời. Ông mày tính ra cắn mắt chung rồi hả? Tụt rồi nói mày riêng ai chứ mà anh Trung mày, không thấy được không? Dễ thương chứ. Không, không được, được, dễ thương gì, gì, gì là anh, cũng không ra ra được em đâu, biết bao nhiêu yêu em. Anh chỉ cần cái chế mà muốn bất vậy. Bây giờ này tôi hỏi ông này, bây giờ thôi mình lỡ nói chuyện đó thì tôi hỏi ông. Ông là nói gì mà gái gú là không đủ, ông số 2 ai dám số 1, đúng không? Tình trường thôi bị dày không giỡn đâu. Nguyên lòng vậy. Mình mới là được tháng này. Dạ. Đúng rồi, bây giờ tình yêu phải đi chung cái tình dục. Anh nói với em nè, tuổi trẻ của em nó đừng yêu đương. Đơn bé nó có thời gian nó tự do. Nó sống với bản thân của nó, chứ bây giờ nó thương em thiệt lòng không? Thì em khuyên em tiệm nghi thôi chứ nó là người yêu của em mà. Nhưng mà nó thương em thiệt lòng không? Nói thiệt lòng thì xuống làm bóng phụ em mấy cà phê em luôn là biết rồi. Đúng không anh Tên? Ờ, không. Coi rồi, coi. Nói gì? Em chắc có nhiều ít đâu mà. Nhiều ít, nhiều ít gì đâu. Em biết chào anh coi cũng quen anh nhiều chúng bà con anh lắm. Rồi, rồi, cho nói chuyện em cũng có thiệt. Không phải con gì đâu. Con anh có đâu, nó ở đâu ra mà bà con. Anh ở An Nhơn, nó ở Quy Nhơn mà bà con gì? Banh rồi được ạ. Banh rồi được ạ. Mày nào đậm thế nhỉ? Bước lại lông đồ nó nói chung là Mỹ của em mình để ý chi đâu mà cái chuyện đó đâu. Cũng có vợ đâu. Anh ở đâu? Anh đang lo là em nhìn bé hoặc không? Tuổi gì? Một mai đứt thôi đâu. Con bé đó tuổi gì? Đó là tuổi gì ta? Em chưa tao hỏi tuổi đó. Ví dụ chưa tính tương lai đâu chứ mình quen rồi mình nhỏ mà. Ê ơi, đang ngồi chơi anh này biết. Ngồi chơi này. Cũng đây, đang giới thiệu luôn. À, đây là chủ kênh của anh này. Trên một tên trong kia trâu. Rồi nói chung là ai cũng khen, mấy mình cũng khen nghe không? Hầu giờ rồi. Nhưng mà anh đẹp hơn anh chị. Đúng rồi, anh đẹp hơn anh mà. Anh nói với em, mẹ tôi kể á, em đừng có yêu đương nhiều. Anh ai là anh khuyên hai đứa thôi, bé nó còn nhỏ, đồ nó có cái sự thời gian thoải mái, em hiểu không? Còn em yêu đương nhiều sau này làm việc đâu có được, học hành cũng đâu có ổn. Thì anh khuyên em lắng nghe thôi chứ giờ mình thương mà hai, đúng không? Hai đứa nó hung nha, đừng có hung nha, chứ đừng có đi như quá giới hạn, nó đánh mất cái thanh xuân. Sao anh cứ ngang cám thôi? Thằng bé còn tránh kêu á. Anh tập tè mười mấy năm rồi mà mới để anh tập cơ 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 cơ
Nè trông ngon đúng không? Thì anh nói với em nè, hai đứa kia yêu trong tình cảm học trò đâu, em biết nó tự do nó muốn. Em học trò em tự do chủ lắm, chủ được không? Em biết luôn. Vậy sao nói vậy, tụi em nói chuyện như vậy đó. Thấy là thấy em biết là vợ thương, em hiểu không? Anh cũng cho chung em cảm ơn anh, mình yêu mình có đứa người yêu mà nghe em bạn bè như là anh nghe mình nghe mình. Anh nhìn số thằng biết rồi, bữa sau quay video nhờ nó quay kênh mình đang số nữa. Thấy anh liên lạc với em như nói gì đâu không? Cần người liên lạc em gọi cái này có liền. Sắp xếp trước gì á. Em có đồng ý cho số gọi anh không? Không, cho số rồi cái gì. Trong liên lạc em nhớ liên lạc anh cho rõ anh bọc một chuyện sao. Tình cảm hai tụi em đủ lớn chưa? Chưa, con của mình cũng mắt nó bấp không? Chưa tới lắm. Để em ra nha. Bố con tên kêu mấy đứa nhỏ giờ nó yêu đường số. Cậu tụi nó chứ, cậu đỡ tụi nó trải nghiệm chứ. Điều mày nó yêu đường số. Đúng rồi, mình trải nghiệm mà biết được cái thực tế. Rồi năm 2 trước rồi, nó sự nghiệp nó đẻ có gì đâu. Nó sao ông bách cư của em, giấy hồi xưa sao ông mất á, cấp 2 ông yêu rồi. Cái hồi mà ông giới thiệu tôi, hồi đó ông nhiêu tuổi? Nó trần trần. À, tao gửi tụi bay á, tao nói mày á là bây giờ nha, đầu tiên mình phải quen. Quen để mình không biết là nó có xác định không, nhưng mà cứ yêu hết mình. Đúng rồi, đúng vậy á. Còn có cái gì thì cứ tra cho anh. Vậy sao à? Cái tiêu cũng kỳ nha. Vùng hoài đó. Thưa bác sĩ, tự nhiên sao mưa lại tơ tơ người của mày. Ê, biết sao tơ tơ người vậy? Nhưng mà anh kêu nào, anh thì anh với vợ anh cũng đang buồn mà. Anh... không. Anh có vợ như không rồi. Xích mít hả? Ừ, xích mít dữ lắm. Anh giờ nói với em mà anh cần một cái bờ dai. Mày anh là kế nói chung anh chúng mừng em vậy chiếu vậy. Cảm ơn anh. Như nói chung là mình sống cái gì cũng vậy không, nói chung đừng thiếu cũng nhiều trường sống bác sĩ này lắm, nhưng mà mình hay biết kìm nén cô giữ hạnh phúc của mình thôi chứ anh, đúng không? Anh dữ lực tính ra anh mới cái 24 tuổi với mấy. Hai mươi bốn hả? Anh mới 24 tuổi. Chủ kênh thành công nhất ở đây thì trẻ nhân là cao thu nhất, thành công nhất luôn á. Lương anh trăm mấy chục triệu một tháng mấy. Nhưng mà anh tiền bạc anh cần. Anh cần một người phụ nữ à. Bây giờ anh không đủ không? Đủ rồi. Rồi ra vô nói chứ nhờ giúp em. Rồi ok anh. Về đi anh. Rồi. Ngồi chơi bên Trung nha. Anh nói em nghe nè. Mình yêu đương á, em còn nhỏ lắm. Em tìm một người nào mà họ lo được cho em thì em sống chứ còn mà quán cà phê đây mà cái ngày lận trăm rưỡi với mấy, đúng không? Bèo que nó cũng nhìn nó cũng yếu ớt, em thấy không? Mình ít mắng người đập tẻ đúng không? Anh ấy là lấy em lấy đe ai lấy đe ai ngồi chơi đó anh lấy đấy. Vô lấy đấy anh. Để em ngồi nói chuyện nha. Người yêu mày mà sao vậy mày? Để anh lấy đi. Không, em vô em lấy đấy mà anh đi chứ. Thôi để em đi. Tạm đi đi vô em. Sao thấy người yêu được anh đọc được. Không phải thấy người yêu đó nó không hợp với em. Lấy nếu như mà lấy về là em ngồi anh ngồi anh tính là lấy về là em hai đêm là em hẹo. Lấy về là em hai đêm là em hẹo. Khách gương lắm. Khách luôn hả? Gọi là sung sung hữu đột luôn á. Tẻ sung hữu đột á. Có cách nào mình gỡ được không hay không? Con bé gọi luôn. À anh nghe này vợ. À anh chạy về liền mà. Đâu ngồi với anh đâu? Quán vợ tao đi chợ sao tao thấy tao ngồi. Sao sao ngồi vậy? Hai chồng xích mít rồi sao gọi rồi? Thì cứ 5 phút xích mít lận mà. Mày ghen không? Điên sao gọi? Hả? À anh chạy dây liền nè. À rồi anh chạy dây liền á. Học chống này chứ. Nói anh biết được gì vậy? Nhận đơn quen xin số anh quay video nha. Rồi có gì anh nói anh đưa anh được mà xin gì đâu. Cần gì anh đi có gọi em làm anh nói cho. Sao cũng biết luôn.
Chuẩn bị chưa rồi các bạn, chưa đâu, mình mới là một cái đoạn mà đợi cho con bé nó gọi điện, đợi cho thằng Trung Bem rồi coi thử nó như thế nào, mà ai ngờ không biết nó có quay lại không, cũng hên xui là các bạn. Nên bây giờ là thằng trưởng đoàn idol nha các bạn, nó coi thử thằng này nó có bị mơ gái không, cho nó bị thoát về địa điểm mà nó nghe nói là nó không có mơ, nhưng mà mình coi thử nó mơ không nha. A few moments later. Ôi nhiều tá kìa. Ngồi ghế cho anh nhiều. Uống hơi chưa? Đào quan tâm chị uống đầu. Em như hỏi anh uống gì không em? Em hỏi anh uống gì không nè? Anh Duy uống gì không nè? Không. Ôi kêu nước uống như mày. Em hỏi anh uống gì uống gì không? Ừ. Bia mới. Bia mới nhưng mà cái gì đặc biệt đó anh trai? Ok, lần rồi đây. Bia mới anh trai mới tư. Kiếm là buồn mà. Buồn ngồi chứ. Chưa tư rồi. Máu mà được chín mưng rồi. Rồi. Mưa sao mày? Mưa sao vậy? Tiếng nhân viên máu cũng à, quán sáng lâu lâu. Đúng rồi, nhưng mà tiếng nhân viên nữ. Đúng cái gu mày luôn hầu giờ mày nói thì anh Rìu mày nói chưa tiền. Tiếng nhân viên nam tao nói mày táo mày phải tiếng nhân viên nữ. Đúng rồi. Đầu hai chín mày táo mà nói mày táo. Anh Rìu mày anh nói tao nói nhưng mà anh nhìn mẹ đấy là tao hỏi nè. Nào nhìn thấy sao được không? Đúng không? Được. Còn cái này mày cái mắt thấy im luôn nha, đừng nói gì hết. Nhưng mà mày đánh giá làm sao? Tôi kêu mày chú á. Trên nữa, mày nghĩ sao nhỏ nó mới 19 tuổi mà mày, bây giờ mày 39, 49 rồi mà. Nghĩ sao vậy? Mày đều biết tuổi mày là mày nhỏ tao rồi, nhưng mày biết sao không? Mắt mày già. Nó mà ông tin rồi hỏi coi, kêu mày bạn về biết liền à. Con bé này phải kêu anh đây mày quên, kêu chú này bằng chú á. Mày cảnh chị mang mà kêu mình chú gì vậy anh? Mày cảnh chị mang mà kêu mình chú gì vậy anh? Trời ơi, nghe anh nhìn nghe cái máy của chú. Giống Linh Nô mà. Giống Linh Nô mà. Linh Nô ấy. Tao tầm để mày cũng nhận ra mày nèo. Mày chi ác vậy? Mình phải coi. Giờ tao đưa cái hình Linh Nô. Tại giờ anh đem chị vút tóc lên cái nữa. Đẹp trai sáng lớn liền. Trời ơi, tuyệt vời. Không, mày có dúng ra nhặt cường này. Chứ không biết sao kiểu dúng Linh Nô không nậu ơi. Mày. Đâu đây em. Thôi em ngồi chơi lên luôn em, ngồi chơi anh. Giờ đâu có khách đâu, mới làm sáng nay ấy. Không có. Tính thiệt mày có mắt dùng ngờ mà thấy không? Bây giờ ha, nãy giờ á, thấy không? Ai qua cơ kè tới anh Rìu cũng vậy. Anh vẫn đánh giá bé này cao. Ở đâu có chuyện đơn giản đâu. Bây giờ em thích gì không em? Thích gì không? Em thích cái nhạc đồ vậy á, mà nhạc trẻ nha, nhạc báo rồi vậy á. Ừ, nhạc báo rồi vậy á. Ừ. Báo rồi con biết rồi, nhiều lần sánh cái nón mà, đưa đi. Nếu mà bên ngỡ thì anh tao sánh đó, anh nát em đi. Điều được làm được thôi bạn ơi, chi mà. Một đầu đúng không? Một mình. Anh đối anh mình học biết. Tao thấy hầu giờ mày cái hát đâu mà. Tao đang hát tập hát bài đây nè, bị đi hát đám cưới đâu đang kêu tao đi hát bài đám cưới. Chị ác vậy, đám cưới mà đi hát đám cưới gì ác vậy đều. Rồi từ ngày gặp anh chàng như đau điên, từng đêm từng trắng với anh hàng ngàn. Vì một nhánh nhông lòng ta nằm ngăn lơ, ngày đêm nhớ đêm vì nằm mơ. Nhân sang một kiếm vàng người, sao ta lại yêu một người. Chỉ muốn giang tay, chê cho em một đời. Trời ơi, cứu tôi ơi, cứu tôi ơi. Cứu tôi ơi, tao kìa, mày nói tao ai, tao phá liền. Cái gì vợ mày? Tao anh ngồi nghiêng ngay xe ra ra xe ra rồi nè, nghiêng ngay. Vợ gì? Tao bảo vợ mày. À, sao bạn sao? Nói đây, tao nói mày nói chuyện đâu, tao nói dành cho tao bảo liền. À, tao giờ cắt trình này tao chỉ còn một cầm. Mình, một mình tao với nồng nàng rồi đúng không? Tao tìm, giờ tao đang tìm một cái chỗ nào mình đã thì tao đang tìm một nữ tao chỉ là không cần phải ở nhà tao không tìm nương tựa cho tao không hiểu không? À, kiểu là anh Rìu bây giờ là anh thích tìm một cái sugar daddy đúng không? Tên này muốn từ dễ thương nhỉ? Anh nhìn đẹp trai chưa? Đẹp trai chưa? Đồ em mà vô đây mày khiêm tao với anh cái mày. Ngồi chơi bánh điều nha. À. Anh vô đây tính. Cho nên lắc mặt với nó nha. Ngồi chơi bánh điều đi. Ngồi đây đây. Từ từ. Anh
buồn thất thần lắm. Anh nhà kêu nói chung giờ anh tìm người làm cho em như vậy. Em có người yêu giờ. Ơ, anh giấu nên không. Anh muốn ba á, anh giờ anh tìm người mời mình. Em tên gì? Anh tên tôi thì em tên nhớ. Nhớ anh đó. Nhớ anh đó. Chết rồi. Em thâu ấy em ở đó em chỉ ở nhà anh em nuôi vậy. Chị ở nuôi ngu sao không? Anh ngu, ngu là ai? Ngu nè, ngu chủ quán nước nè anh. À, đâu mà nói đây không mẹ, tự nhiên quý nhỏ. Không mẹ, anh thấy em dễ thương hả? Em bé nhỏ. Em là cá diêu, ta nói mẹ thả ta. Sao mày biết? Mình tạo nó giống cá cái nét phương thờ phà. Tiền kiếp á. Không, tao nghĩ nó sẽ phù hợp là con gái mày hơn á. Tao biết bài mày không hiểu á. Hồi bữa mày biết không thì mày biết mà hồi mày nghe nuôi chưa? Nuôi con á, mày nuôi con dưỡng ăn. Hiểu không? Nuôi con người à? À, nuôi con người, cho anh lên bạn anh là thôi. Tiền ấy, anh nói với em bây giờ đất ở trong cái khu Hưng Định này nó hơi bị nhiều á. Cơm nước chưa? Trời em chưa, anh mua chưa đây cô. Rồi sao nước? Không biết mua chi bây. Thành nó bị dơ. Thôi mình vô để anh nói chuyện với anh. Để anh ngồi chơi với nhân viên mà làm gì em bao nhiêu tiền? Nhân viên đâu anh? Tao trẻ. Bao nhiêu tiền tao trẻ? Một tiếng 100 ngàn. Rìu mày khùng quá. Đi làm nó phải nói với tự nhiên mà cứ nói sao được mày. Người yêu của em. Chị Hâu, em xin phép mấy anh em đi vô. Làm gì không? Người yêu của em chính nhân viên đâu. Nhân viên được cái thấy là mà không đánh. Người yêu bây giờ nói mày làm nó rìu tướng cho nhân viên. Cái gì hết trơn? Thầy. Tự nhiên người yêu nói mẹ người yêu, tự nhiên nãy giờ đẻ đâu rồi. Vậy sao nãy giờ anh rìu sao? Không có, ý là cũng không có gì hết hả bạn? Cũng có người yêu của nó mà sợ mình ai làm gì mà biết không, anh rìu mạnh sát gái lắm á. Mày phải nói người yêu sớm chứ. Mày nghĩ làm sao vậy? Thì anh rìu mạnh ưng là thì mình nghĩ anh em thông mà thì mình từ từ nói được cái gì đâu. Mày phải nói sớm. Anh nói nhân viên đây kêu là em kêu là nhờ ra ở đâu giùm em. Chứ ai nói là nhân viên đâu. Gì à? Bố mày gì à? Ở ngồi chờ chút chứ tự nhiên gì à? Mẹ mày có nói mày á, lần sau người yêu á mày nhắc tới đâu cũng vậy, coi cái gặp bạn bè hay gặp mấy anh cũng vậy mà phải nói. Cái tại vì xã hội bây giờ là nhiều thằng á là đồ nó nhai bồ của bạn của em út luôn hả? Mẹ em á nó bệnh lắm, tao nói thiệt. Cho em mồm no quá, chưa đã được rồi. Nay mà nói sớm là anh rìu mà anh bợn nhỏ hết rồi hả? Có nhưng không rìu. Đâu ơi. Không ý là làm không, người mà đi không phải chỗ quen biết ai bợ mày. Ý tao nói là nếu như mà nãy giờ mà em không nói bé bồ là anh rìu tán khắc một. À. Anh rìu anh đang gấp lắm tao nói mày vậy. Anh hơn rồi. Không không kịp, nó nói rồi. À, bao nhiêu bởi. Này nhặt cái xin gì đó mình đâu phải bỏ. Chưa gặp không? Tao chào mày lâu tao biết rồi. Tao nói mày gái ngồi đường tao nói mày. Tao vợ con giờ đùm đờ vậy tao chưa thèm nói. Mà em nghe nói là vợ con anh smith gì đó. Em có. Nay nói đúng không? Không, nó bỏ vợ liên tục à. Bỏ vợ nó 10 lần, mười mấy lần rồi. Bỏ rồi 11 rưỡi 12 giờ dình con. Ừ. Nó bụng quá gì à? Nó nói rồi bây giờ mày yêu á, tụi trẻ con tụi bay yêu nhau á là phải nói cho rõ ràng, bây giờ nó không phải như ngày xưa đâu mà thẹn thùng. Bây giờ có gì thấy mặt đặt tên im cái ấn mình vô đó rồi sao khẳng định chủ quyền, chứ đừng có cái kiểu mà cứ im rồi lập lờ chi. Nói mày may mà nói sớm chứ nói sớm còn rượu bợ mẹ đâu có đâu. Có anh rượu gì vậy chứ không? Trời ơi, trời ơi, thằng rượu tao nói mày nó con quỷ nè, nó phải con ngượng đâu. Đồ nó con quỷ luôn rượu. Trời nữa. Còn mày là cái gì vậy? Cái gì? Một chiếc không có là gì đâu. Là gì hả? Thì tao thiệt là tao nói mà hồi xưa mày biết tại sao người ta hay nói kêu sao thấy đẹp mà cứ anh nhiều vậy à. Không là mày biết cái độ sát gái nó cỡ nào rồi, nó hơi bị đẳng cấp á chứ mà giỡn đâu. Mày thấy đẹp gái thiệt không anh? Nhìn rìu vậy thôi chứ nó bị tình á. Hên mày nói kịp thời kịp thời nó nói câu nó mày nói câu nào là tự nhiên không biết làm sao nó nhung chưa nhưng mà nó bùa nó khét vậy á. Hên em bắt nó sống nhầm để trễ chứ là bị mất người yêu rồi đó. Nên đang ngồi trao thì mày hát gì mày? Đang có điện gì trời? Mày cúp mẹ, hai tụi bay đi vô mẹ. Gì trời, đang ngồi nói chuyện mà thì gì trời? Nhè, rìa tao hỏi mày đây này, nói cho ngô nó mày phải làm ăn rồi, mày phải dạy cho nó. Nói thiệt mấy cái thằng mà tao nói mày á, mày nhai bồ bạn mà có tâm tin trong đầu nó có người là muốn nhai bồ của thằng em với thằng bạn. Mấy thằng nó xúc vật, mày nói mày dạy mày hồi xưa mày muốn mấy thằng dạy rồi đúng không? Lần tao nói mày rìu là tao ghét, chú ghét mấy chuyện đó.
luôn hả? Mình làm lớn mà làm láo, nhưng mà mình phải suy nghĩ cái nào ví dụ như giờ mày gặp trường hợp dạy thôi thì mày xử lý làm sao đều không đỡ cỏ mình hết chưa không đỡ cỏ mình hết chưa là sao thì đó cái lẽ mày là người ta hết chia là ông vậy tao hỏi mày này lớn, ví dụ như con vợ mày ngầu tao cũng nháy mắt á, tao biết mắt đưa tình quả chứ dỗ với vợ bồ như nhau tao chứ. Ủa nhìn như vậy đó. Nhìn coi quán ai không, quán em có khách nên mà không có bấm em mà anh lo chi đâu. Thằng này nó biến chất mẹ rồi, nó suy nghĩ gì lợt lạc quá. Nói chung anh đều thấy người yêu em đi được không hả? Ai người yêu em thì ok rồi, cảm ơn anh nha. Cái quần này còn lại chưa nói cha quét gọi gì rồi mà quần này giờ tao quýnh quýnh sao quýnh ai quýnh bé hả? Ờ mới quýnh nó còn cái thằng kia mày khách giờ làm gì mẹ nó đau luôn mày biết là giờ sao quýnh sao con bé thấy mắc buồn mày mà không gì anh con mẹ mà bỏ vô mày gì anh con thằng gì anh con đi thấy buồn mày thấy buồn bé nha. Ai? Ở bồ quá có tìm hiểu hay hay đó mày công nhận không? Nên, theo như tao nha, cái đó là theo cái nhìn nhận của tao á là không hợp thầy không biết đó. Còn... Ủa, tự nhiên sao hai tụi bay thế rồi tự nhiên chơi bồ bạch của ta tự nhiên biết đó tự nhiên có cái duyên phù thơ tao khùng cái duyên phù thơ với mày nó cũng khùng quá có nghĩa là vậy nè tại vì con bé nó còn nhỏ quá mày hiểu không lên. Nhỏ thì từ từ mình nuôi nó dần thì nó lớn chứ gì đâu, nó cần một cái người nào nuôi con lo được cho nó. Đúng rồi, anh nói cười quá, người yêu em biết khách sắp xếp để em lo được. Nay mình nhưng mà hai thằng phải hung chứ. Cái gì chúng là người đầu tiên. Trẻ tiên chưa? Đi mình chưa ra tiên chưa? Cái là yêu thì người ta hành động chứ chưa thể hiện á. Chưa. Mấy con bé nói giọng dễ thương ngọt ngọt đúng không? Thôi em vô hung đánh cá nha. Thằng chơi khùng. Sao? Đâu, không? Mấy ngày đêm tí ngọt để lọc mưa quay nó chạy lên được. Anh vô không cái nào ra. Ở thông cũng làm được. Ủa hay anh nói này, sao thế này là này. Vô không được đánh ra đây là bữa rồi. Rất cùng thường nha. Nữ là vậy á. Anh không muốn cho, đôi lúc mấy nhìn cái thấy nó thương mày. Anh chở gì mà chở bao nhiêu quá. À, tôi chở gì vậy? Đến chơi á. Cùng mẹ, bắt cái chơi văn bé đi. Mưa đây mà điên sao vậy? Trời đi. Bữa giờ mình bình thường thành phúc sao tự nhiên cái từ đi trên nó không cho. Không cho hả? Ờ, không đổi ra. Bé đó. Mày nó có chịu lên đây nè. Mẹ nó cỡ luôn. Bánh. Vương. Không quay này. Em mình để em không biết nắng đỡ anh. Sao không ta, cái gì cũng nhận nữa ra. Không phải nhanh. Ê giờ con bé đó là bây giờ là cho nó lựa chọn đi. Em phải đưa nó tự do. Em đang ràng buộc nó quá. Trong một tờ mà làm thì có chuyện yêu đương nhưng mà đỡ ràng buộc kiểu đó. Sao được? Sống mà ràng buộc. Nó nhỏ giờ nó yêu đương mới được. Năm 7, 15 mà. Mà sao mày chứ? Mò mày giải mà không gì. Ờ, bó đến chém. Mày yêu gì yêu? Mà không ngồi, hồi giờ không sao, bình thường không sao. Nhưng bây giờ mày con đây chẳng lên chơi lên ghé mà được yêu gì hết. Dễ giấu chứ. Nói chung anh nói là hai tụi em không hợp đâu. Nãy anh kêu đầu xác của em là... Xác của em là xác tím rồi. Bằng bé ra là này. Thôi gì vậy? Thôi đi gì à? Đây anh em mình gì à? Mười hai. Sao vậy nhanh dữ thế? Coi thứ bùa gì vậy? Coi đâu? Rồi qua 12 thì 15 rồi tôi đi gì à? Chơi ngầu dữ vậy? Tôi tính tiền này em. Tính tiền, nhiêu tiền? Bé tính tiền mẹ ơi.
Nhiều tiền không? Hai chai. Ừ. 20 ngàn hả? Rồi chẳng rồi. Thôi bây giờ. Mấy quen lâu vậy mày? Mày tháng rồi mày nói nãy giờ hỏi hoài luôn. Mày nãy giờ một tiếng đồng hồ mày nãy giờ tôi vô thì tôi làm xong công xong chuyện của tôi giải quyết xong rồi bây giờ vẫn ngồi đây rồi hỏi chuyện của nó. Đâu có chuyện của ông đâu mày không ngồi hỏi hoài vậy? Bây giờ chua rồi, chua gì hả anh? Cái thằng con rồi tao quen ngồi cháu đứng ngoài đuối cho mày. Anh nói hai thì không hợp rồi. Tháo 20 thì sao lỗ mày? Tháo 20 em ơi. Cho anh xin số con bé đâu. Chứ anh cần anh gọi em cái gì? Sao anh tên thì nhưng tôi yêu em mà tính số là sao anh tên? Này em gửi gì anh nhìn cũng re luôn đẹp thôi. Thử là gì đây? Trời. Quán có cái bút lông rồi, cho nó có cái bút bì quán nó nghèo. Nhưng mà đẹp thôi ghi về bàn rìu chạy vô ơi. Gửi anh rìu. Em kể chị Thắng anh ghệ em nha. Em kể chị Thắng anh ghệ em nha. Gì chị bắt sát Cảm ơn hai đứa nhiều nha. Rồi nó làm video nhẹ nhàng chút vậy nên nó vui rồi. Cảm ơn em nha.